Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị em. Hôm nay em xin giới thiệu cái nền rất đẹp nha. Có mặt tiền đường, mặt tiền sông nha quý cô chú anh chị em. Sông rất thoáng mát, bự. Này là của thuộc gạch Cái Sơn hàng bàn. Gạch Cái Sơn, chỗ cầu Cái Sơn 2, gần Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Cần Thơ. Cách cầu Cái Sơn 2 thì khoảng tầm 200 m. Còn Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Cần Thơ thì khoảng chừng 400 m nè. Đây cầu Cái Sơn 2 cho nè quý cô chú anh chị. Sông này rất bự luôn. Thì đường này là đường Nguyễn Cừ dòm ra thấy đó, cầu Cái Sơn 2 á. Đây thì bờ kè của thuộc nhà nước làm thành ra lộ lộ ra 4 m. Bờ vỉa hè thì 4 m. Này mới làm bờ kè xong, chưa có hoàn thành, thành ra chưa có lan can, chỉ mới bắt trụ điện đường đường quý cô chú, quay vòng vòng chỗ quý cô chú xem ha. Thì diện tích nền mình là bề ngang 4 m, bề dài 22 nha quý cô chú. Vòng vòng nhà cửa là ở nhiều chưa này. Giờ chỉ còn cái nền mình bề ngang 4 m và 22 thì thổ cư đặt, thì cặp mấy sông thoáng mát luôn. Gần có một khu chợ dự định mở, thì có quy hoạch chợ nó cỡ 10.000 mét vuông á. Là đây khúc này nè, khu chợ gần gần đây luôn nè. Nền của mình nữa sẽ cất nhà quay về hướng đông nha quý cô chú anh chị em. Thì còn ở đường phía sau hè thì đường 10 m, cách một dãy nhà thì có trường mẫu giáo cũng gần đây, khoảng 200 m là tới trường mẫu giáo à. Rồi các trường đại học rồi này kia thì cũng trong bán kính trong vòng 1 km thì đầy đủ trường, các trường đại học, các bệnh viện tim mạch đồ này kia. Đây để quay vô vị trí nền cho quý cô chú anh chị xem. Đây nền mình thì ở đây vị trí này, nhưng mà chưa có về ở, thành ra nhà kế bên ta để nhờ cây cảnh với trồng rau đồ cho nó ba sậy đừng mọc đồ này nấy kia, cỏ gác nó hạn chế mọc luôn quý cô chú. Đây cứ tôi ra xa nhà luôn nè, giờ quay ra hướng trước lại cho quý cô chú xem ha. Thì đây thì nó cất nhà thì sẽ quay về hướng này, sẽ là hướng đông. Thì nền này chủ bán với giá là 2,6 tỷ nha quý cô chú anh chị. Thì 82 m thổ cư thì ta bán 2,6 tỷ. Thì bề ngang 4, bề dài 22 đó, thì cũng anh chị nào ấy thì tính ra dùng. Thì đây có mấy sông có ấy nè, này chiều chiều xuống gần mấy sông bắt cái bàn ngồi ngắm sông rồi ngắm qua bên sông rồi. Nữa bên sông này cũng có con lộ bự nha quý cô chú anh chị. Nữa bên đó là lộ lớn cặp mấy sông luôn, người ta làm bờ kè cũng là chưa gò luôn. Này làm chắc cuối năm 22 này hai bên sẽ hoàn thành hết lộ với sông, lộ cặp mấy sông. Này quay cho quý cô chú xem phong cảnh ở đây ha, nhìn rất đẹp luôn. Này rất hot nha quý cô chú anh chị em. Vòng vòng này nè không, nhìn bây giờ tại đang mới đang làm lộ, thành ra nhà cửa nó bị chưa có cắt sửa chữa. Ở nền mình thì vòng vòng nền mình đó, nhà cũng ngắt chân không. Ở này các đông vui chiều cũng nói nhầm, chiều chiều thấy hàng xóm đây bắt bàn đồ ra mấy sông đồ ngồi cũng đông vui lắm, hàng xóm đây cũng vui tính.
Rồi thì đất này có thuộc phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nghe quý cô chú anh chị. Thì đây cách trung tâm thành phố Cần Thơ thì khoảng 6 km là tới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi số điện thoại em 0396 40 00 40. Quý cô chú anh chị nào có xem nền thì em sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị xem nền. Còn và nếu hài lòng giữ thì muốn thương mua mua thì thương lượng trực tiếp với chủ luôn.